Chào cả nhà nha. Và hôm nay em xin được giới thiệu với cả nhà. Em có hai cái lô mai, thứ nhất là cúc nhị đỏ và thứ hai là hồng lộc nha, cúc hồng lộc nha cả nhà. Rồi, đây bây giờ em sẽ quay một số cây cúc nhị đỏ cho cả nhà xem nha. Thì nó không có cao lắm, cao tầm khoảng tấc mấy hai tấc nha cả nhà. Nhưng mà cây rất là khỏe, nó đem ra một cơ đợt như thế này đây. Về thì chúng ta vẫn có lấy bo được rồi nha. Một số cây thì nó như thế này. Đó, rễ thì được xử lý đế hết nha cả nhà. Đây là cúc nhị đỏ nha. Đây, có được rễ như thế này ha. Rồi đây. Cái cây nó phát triển rất là khỏe nha. Tại vì nó chưa có cao lắm thôi. Rồi này. Đây là cúc nhị đỏ nha. Còn bên đây là cúc hồng lộc nha. Cúc hồng lộc đây. Đây cúc hồng lộc thì nó cao tầm khoảng 2 tấc mấy nha. Cái rễ nó kiểu cũng đều được xử lý hết nha cả nhà. Thì cái lô này thì em bán với giá là 200 ngàn một cặp nha. Em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn. Còn nếu mà ai lấy 3 cây trở lên á thì em tính với giá 90 ngàn một cây thôi. Rồi đây, rễ thì đều được xử lý đế hết nha. Đây là cúc hồng lộc và cúc nhị đỏ nha cả nhà. Đây, vườn của em cũng rất là nhiều giống nha. Cho nên là xin mời cả nhà vào xem ủng hộ cho vườn mai có chiếc che bông nha. Đây, đây là cúc hồng lộc và cúc nhị đỏ ạ. Rồi xa xa bên kia là cúc VIP ha. Rồi xin mời cả nhà vào xem và ủng hộ cho vườn mai có chiếc che bông nha.